giặt Hàn Quốc hả? Mình tại mình thấy mình cũng chưa để bữa nào mình nghe ý kiến bạn mình thử nước giặt Hàn Quốc coi xem sao. Tại vì thấy hàng hàng Thái thì nó chất lượng rồi đó. Chào nước uống bình 20 lít nha. Chào nước uống bình 20 lít nha. Nước uống bình có mua nước rửa chén không cho order nha, nước uống bình 20 lít. Chào Tuyết Nhung nha. Bán nước rửa chén Tuyết Nhung ơi, bán dầu ăn, nước rửa chén với nước giặt Thái. Có bán túi không ạ? Mình bán túi không à, chứ không có bán bán dạng dây. Dạng dây thì dành cho nhà trọ với hộ gia đình này kia. Thì trong kho mà nó thì có đó, nếu mà bạn alo thì mình sẵn sàng giao qua đây. Chào Nguyễn Duyên nha. Nguyễn Duyên.